nhà rồng tổ cho phong dư sợ đời sau lên xuất tù nhất cho số số chùa thế chọn sai chọn đồng sợ đời tao biết đâu nó là của cụ chỉ xin này thì của cụ chỉ kha thế đôi thế chẳng được biết nó cần cầu đi thế thì của cụ chỉ không lo thả sáu sự là đó sợ đầm lòng thế xin nó rồi y thả chẳng được biết đôi thế chờ để nó mới khó sáu sự chia tạo là một thế chỉ thả lúc sáng đấy thì cho phong dư sợ đời sau lên xuất tù thế cho lòng này nhất đồng tài nó chỉ lấy chỉ khánh ở lấy chỉ khánh quay đó để thấy chỉ mất quay trong sau đời để mất thả là thì nó trong số số chùa trong sách trong sau đời tàu lồng sẽ do đi trả sứ thế thảo cũng thả tôi lại nó chỉ cũng cho cho sau đời rồi cũng sách cũng lồng quý cho cái cả cho bọn trẻ thì tính mình của chỉ trong nó sau của thế chỉ tài nên đó là cũng thật cho nên sau đời họ bán nhẹ được cũng bán chậu cũng sáng cả được cũng thế để cũng vừa được chọn tàu cũng giờ chỉ cho nên lúc tiên gì họ để nó thì giờ cứ thả khó so sự nó thì giờ từ nhẹ đã lâu thì từ dậy bầu con người tàu uống cầu uống trò thì cứ họ kể từ xưa rồi bé hãy mong sắp tới đấy thảo lúc xưa hơn ta nó chỉ cứ giờ lúc chạy tạ sĩ nó xuống ta nó khó trò đi on nó xuống đấy thì từ đó là từ giờ vào nó trở nên nó một lo hai giọng một giọt chia cổ giọt một cái cổ nó giọt mình trai mình gì chỉ lúc chơi nó biết sau đời cứ tìm mong cho giọt nhẹ một lo chỉ muốn như gì là gì chỉ chủ yếu một giọt cái cổ một tuần tra tuổi chi tuần một tế cầu tên đời giờ tàu tụ bố thì mất khó tù cho lòng nó chỉ mất khó tù nó cho một bổng nhẹ bổng chia còn tàu nhẹ chia gì chứ chỉ nên nên mò mùi giò nè thế chỉ nhớ rằng là tụi này đã lâu rồi nó cũ giỏi nhẹ cũ bùa cái thế là tụi này đã lâu rồi nó thì tụi chỉ có yên thế chỉ chuột chân ha thế là chỉ thảo lúc xuống nó chỉ mất bia lâu lâu nữa thì giờ tụi này đã lâu cũ thọ tụi giờ vào nó bám gì nhẹ chia rồi cho yên chế nó là mà nó chỉ cũ giờ mua tê rau tàu mình chỉ nhẹ chia chỉ cũ bố sinh bố trong này tụi này đã lâu rồi họ tàu rồi cho yên chế thế chỉ mất hai chân kia thì thảo lúc số khó hậu lử nó chỉ mua không mua rồng mua một chiếc môn gì đó là mà giờ tôi giờ gì thế tôi đã lâu suy chỉ mua một chiếc môn gì mua rồng nó này thế chứ ông mua lo chỉ mua hai chân kia thì chỉ giờ tôi đã lâu đó họ thọ thọ đi coi chỉ chơi tàu sĩ tàu tôi giờ gì nó tự nhiên tiền tàu rò lại nên chỉ nên tự mua pha là một giờ rồi họ thì thọ nữ họ coi rằng là một đánh từ giờ gì rồi thế, cho nên ta mất bỏ được từ gì rồi uo rồi thế nó này, bây giờ tụt chỉ nó vì tụt đã lo là nên nó một cái dính, để chỉ sinh ha chỉ là trẻ đấy, một má một số rò xứ, nút đầu nút nó mò thò mò đi đỡ xứ nó chỉ trẻ tê mình nhỏ thế tụi nó lo nhau trẻ xứ nó chỉ thằng ta lúc này muốn tao xé cho nên đấy kia đấy bồng, cho nên chỉ mua nó mua hậu chỉ mua cho mua trẻ. Nó chỉ thấy mất bia giò là một giò đó hoàn tới nó chỉ nói thế đi tàu thó tụi giờ lò khó nhỉ thó lử búa là một yếu trò yên chế lúc xưa thì nói thó rong là một đôi tàu cá nó chỉ nói sợ là mua nên lúc chế là một trò tụi đã tụi giờ yên đời hay khó tránh thì tiền nên mua nên lúc bỏ là một trò tụi giờ yên ai thế rồi mua là một tảng gì đó này vậy bây giờ tàu cá thì mua đò nó thầu lúc khó hậu lử nó tàu to nó chỉ lấy khí mù đi nó chỉ khó lường lo thì đấy cái tin anh chặt mông nọ chứ nó lo lắm muốn tỏ luôn kia thì tay tụi dính anh thì xí đó nó chỉ trở đi cú xa nó chỉ nhìn nó sợ được sống ở trong phố này nó là cho chặt chay thế rồi nên nói thì tụi mỏ đấy chỉ cho tư mà tụi dí cú đế cú chỉnh chế chỉ ấy tưởng con trâu rồi ý tưởng con sứ là giờ thì chỉ ấy được con trâu con chùa anh con tròn trong sình còn nếu một chút thả chút đánh là giờ thì chỉ một khối dọ giờ nó chớ chớ lo thế thì mất thả là toàn để no thì giờ tụi này đã lo thế tụi giờ vào tụi giờ gì nó sẽ chạy này cứ giờ chỉ một lúc xé một lần đấy mà sau đấy chủ cỏ họ nó cỏ hù hù hay tiền giờ họ nó cứ chạy tay ít tụi mà mất trò sạt thì tụi này đã lo chỉ cả lúc bỏ luôn tụi giờ ít uo tụi ít cứ giờ chỉ uo nhiệt thở nhiệt chia một xíu vấn đề thở rong thế thì lúc cứ nghĩ thở sát xoa tiền này đã lo thì lúc mua ông mua lo chạy thì tụi này đã lo họ một lúc bỏ là một cho tụi giờ ít ai của đào đi là một tên như thế, nãy khó khó nói thì muốn xả lò để cứu chỉ là tại tuổi gì thế,
có ta tụi này đã lâu thế này mà mua một cái lò đi tới cứ tàu ăn tàu tè tàu có ăn tròn tàu khó chập bự nên nhớ là thằng đó thì tụi này đã lâu nên nên mua quay lúc chạy tè trong đấy đầy tè thế này thì số nô giờ này cũng hầu lúc chạy lon tới thì chỉ mình không tới nó chỉ nó nhắc tụi ta kỳ mong tới nó chỉ tụi đã lâu tụi giờ gì nó cũng một lo nó chỉ tụi này đã lâu nó không bự tàu lúc chạy tè rồi thì nếu họ làm một bữa tối chơi té là nhất là mong đợi thì tôi yêu cũng một lo thì yêu tôi tàu ở tuần tra để tôi tàu ít tụ cầu thì tôi yêu nó họ mỗi chỗ chơi cầu tôi tàu nó cho là ấy là sao nó chơi cầu mỗi tụ cầu nó cho là cho rồi tàu tụ cho hoàn toàn lúc chơi tàu thì mong ai tụ gì là một đó tụ này đã lâu ở đó mình nhận nó nữa này chẳng qua tụi chi tụi cháu nó cho là cho luôn đấy là cho mình nó nó chơi cô giờ cả là cho rồi thì tụi nãy đó là cô trong suy là dạy ngồi tụi cháu tới cho là một quả trâu mình nhổ nó đó này thì chỉ cho cô giờ là một suy thả đi tới vì lúc số ở bên nước ở đây chỉ nên ở thủ tàu có trong mình chỉ đi tới chỉ mất thả là đi tới nên chỉ thuộc con này cái tụi nãy đó là tới cô tàu dạy tụi cháu nó chơi để cô tàu đó thả về với chị nhỏ tròn là lúc chạy tên thật nó chỉ thật thà một thật lo tiếp lìa xứ nó nhảy nhảy đi cậu đau này ngọn đau này nạt thì đó nó chỉ tù nhớ gì nó vì ở tiệt tụi này đã lo xuống mốt rồi ai rồi chơi tụi gì nó cũng chó lo một cọ tụi này đã lo mốt lúc bỏ rồi tụi gì ai dí rồi vì ở tiệt đàn tên con mốt thì đâu tụi gì thì tụi gì cho có hành nó là thì tụi gì thế tụi này đã là nó cứ trở đó là một câu trò trò đó lúc chơi tên đó có để tao là mơ thì chỉ thấy cho là một chút ai nó nên đợi thì chỉ bao giờ tỷ phát từ đó này rồi trong xé là một ai ta đi có thì thằng đó ai đi ở ta ta thì ở ai ta cho thì tụi giờ gì ở là một chơi nên thằng có tụi này đã là chỉ hủ xé đó là tụi này đã là chỉ hủ xé chỉ chưa rồi thế thì chỉ lấy cho lấy cáp rồi ở tụi ai ai ta lên đó thì tụi gì là một chuyện là chỉ tụi này là lo rõ đúng cái gì xin ta lo rõ đúng cái mà hú cứ hú ti hú nên hú trả xin ta thì thầu có ừ rõ 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 nó nữa chỉ có thể sau đó cũng phong xua một xoa trong tụi cái này cái trả cái ti sau đó một xoa luôn đấy ha tụi này đã lo rồi nhưng nãy tụi mình cho khổ tụi mình ăn dữ xưa họ lúc chỉ để lấy kia là thế thì nhớ đi tụi này một phần gì đi cho chỉ bỏ nó chi kia bảo nhau bảo linh đài nhưng chỉ chú linh đài vì ở tuổi ải nên chỉ chú trì linh đài lấy chỉ ta mà ải nhưng chỉ chú linh đài thì sau đời một chọn tăng đế vào là gì nhau tiêu mày bảo đúng chi anh ở xin ta họ tôi giải gì đó lấy chỉ lấy cho ta thì tiếp khổng vào một lo thì mất dài tạo tôi rõ ta để chuyện cá tuần tra là tôi tuần này đã lâu xuống rồi chỉ thổ nó gì là cũng như nhau chỉ giờ hư chỉ còn nhỏ xin ta nữa我那个脚手直接就不能得高领他，就不能得他低领他。我头那个脚的，狗还是还让给你扎出来，都忙不弄弄的。没有多年，那老走后大就搞的，老绕到一头都对着老乞丐，那老二十点钟去找家搞，乞丐了都家狗了没找到家搞。这头那老对一老人去到带我家领他，这一年的都拼命了呀，都熬着狗的搞就好。多年那老老人接力接力的等等呢。所以这样才好好弄呢，要带多的多呢，那老我做老么么领导呢？要么叫老海捞海多，要么叫老多，叫阿多呢，开着好保险路嘛，要我领导收收，我领好加固别多呢。但人家早上忙孬呢，就多呢，那老汉地道着老多呢。我爱打的多呢，那老求学呢，我做求学的就叫高下热下热，老么么都要研究老起，但真正呢，那叫我，你个龙去只管要管要搞领导，就不怎么了。cái hà ra hà rồi trong cái này kiến cái trả lời một phong số cho tăng đến vỏ lò để đã lò nhóc bỏ trong thế à phải tao đã hạ họ từ mì tình nhân sinh thật à tôi đã lò lò lại muốn đi coi tạt thì ở tôi sư phụ sư giống lê chỉ để chứ lê cá chùa chỉ giờ nhóc chỉ giờ đi sinh thật còn nhóc còn luyện gì không thật để tao coi sau được cái này cái trả một sau lò là muốn ý tôi nói từ cho nó khi là tôi ý lúc chơi đa là muốn đã sẽ tới rõ rồi cho cậu cái có tiền là cái hà ra hà rõ tôi lê cá chùa thì tôi đã lò từ giờ gì nó muốn nhiều dỗ trống nó sinh rồi thế chuyện này tính ra thì giờ này yếu rồi giờ ở tuổi hai mươi chín tám bốn nên ta thế lúc bỏ luôn chỉ ở tuổi là hai mươi hai tuổi chuyện này tại vì ở chỗ họ cá thì giờ
khổ xía lú số dầu điện tử ấy giờ cái xe thằng nhà thằng xe mà vô cho dân chạy nó với còn tàu cá nữa cho nên chỉ muốn nhét xe xí tàu tuổi gì nhét xe tàu cho nên muốn nó bỏ cho lòng trong gì ai đào luôn gì à cho nó mong nó cho nên họ để ô tô chịu xía nữa họ làm mất tuổi gì khi là một không đau một tuổi là một khu tuổi gì nhét nó là một bữa chỉ tàu chỉ bè tuổi gì đi thế nào mà thế thì mà sau đó cú mất sức la mất thà thà để cú ta để chỉ mất tàu tuổi gì bữa là một cổ lắm là một kho này đó rồi. Nên tao có thể một bát thơ nó nói vì chúng tôi từng nhận nút trán nó chỉ là ao tù nửa đi nửa chỉ ít khó dội gì ít to dội gì chỉ cũng mất thảm thảm lo chỉ mất tổ tùy như nó vừa cậu lá là một kho tù để đó lâu lúc bỏ thế đúng chỉ mùa nó này mà thêm bỏ trừ đi nó mà mất thay là trong sau đó nói vì là chỉ cho trái thì chỉ thay mà thế khai khó lù nó là một biết rồi nè trong này trong gì trong sách trong đó sau đó tao nó tao bỏ xứ chỉ nhớ chủ chính pha là ta cho coi thì giờ dù ít thì giờ gì là giờ ít thì giờ vỗ, cái này đã lo thằng nhà thằng chưa xí rồi là muốn thế muốn gì rồi là giờ, sau đó giờ chủ chính pha, chỉ lú nó là thì giờ này giờ cứ giờ ti cái ti nó vỗ, đã lo thế giờ vỗ hoặc chỉ xí lú, cái gì khỏi nhà khỏi chưa là nhà chỉ cả, nhà chỉ ba, là một chợ tròn chế, thì chỉ giờ ba, ít khó kỹ rong, cả sau đó sau tuần trái sau tuần chế tôi mình chẳng là thôi co với còn tàu cá dù tên chế tên mình chẳng như tên nhiều dù ba rồi là tàu cá lùa dù thế tại dù chỉ bỏ được chỉ đến ngày mà mua gió thì tôi có lấy một chỉ nhận tàu thì nó mất bỏng gì à tôi có ua thế thì ua rồi rong rồi thằng nó mua lò thì tàu cá kỳ dù thế là chỉ nghiệm lại khó mua nghe khứ tàu bị khứ chỉ tàu nó thì chỉ mà thằng nó nhờ nghe khứ tàu ta mà bỏng lại khó mua bỏng lại lại khó nhau thì do tôi bỏng thế rồi tiền nạp còn do sống sống tuần do tông tông tuần mà giờ tiền tránh này cứ đi bao nhiêu mà thấy nó mất thả mình chỉ nó cho sổ quá sổ chua cho sổ đời quý sao cái cỡ mà giờ chủ mất tiền nó cho trẻ chỉ sau còn gì thế giờ chủ hay tiền tránh pha la tá rồi khỏi tiền giờ chưa ít được khỏi giờ dù tít ba tít bảy thế chừng giờ hài lù lo lù trong nhà xứ dù giờ chủ tuổi những giá đấy sắp giá rẻ rồi thế chỉ mà khó khu nhiên nọ đi nó này, chỉ mà sản ấy khó tính mình ở một chữ sĩ trong đi nó mà lúc số của đi có do thầu chi của đi nó, vậy khó tính mình chữ sĩ là một số khó số chua rồi để số nênh nó thì họ cái tu sĩ lo sắp rồi, thằng con tại lúc khó luôn đi tiền này dùng một là lúc khó luôn đi rồi thế tiền này bỏ chỉ tao rồi bây giờ, chỉ bỏ đó có đó là à, thầy bỏ được nó là thế sứ, vậy họ cái chữ sĩ là mình nếu họ kế sau sự chủ sĩ đó mà chỉ rong cô đi và thêm một biển mình chỉ nó là số non số thì sĩ đó nó mà vì cho trái thai thì chỉ thai vì nó một lý cá lo hành thì có thể chỉ rong thai thế là chỉ phú thai thế chỉ thai thêm một biển liền là tôi đó số đời nông thì số đời chủ chế pha chứ và thêm một biển mình chỉ gì nó số là một điều tròn tàu số đời nhớ rong một lý cha nó mà họ biển chuẩn gì chứ họ hậu lượng là một lý cha mà biển chuẩn gì tôi số đời nông gì đó đoạn đây một tròn tàu số đời nhớ rong.